Quy trình nghiên cứu sẽ bao gồm 3 bước: thăm dò, thiết kế và thực hiện nghiên cứu. Ở bước thăm dò, tụi con đưa ra các ý tưởng về đề tài, đưa các giả thuyết và đồng thời nghiên cứu các tài liệu để lấy ra thông tin cho bước thiết kế nghiên cứu. Ở bước thiết kế nghiên cứu, tụi con sẽ bàn bạc để lựa chọn khách thể nghiên cứu, cũng như đưa ra các phương pháp nghiên cứu và cách thức chọn mẫu. Sau khi hoàn thành xong bước thiết kế nghiên cứu, tụi con sẽ bắt tay viết đề cương nghiên cứu và chỉnh sửa nó. Sau đó, tụi con thực hiện nghiên cứu qua hai phương pháp là sử dụng bản hỏi và phỏng vấn. Sau khi có tất cả các thông tin và số liệu về khách thể, tụi con bắt đầu xử lý số liệu bằng SPSS. Và cuối cùng, sau khi xử lý số liệu, tụi con sẽ viết báo cáo để đưa ra các kết luận và kiến nghị cho tương lai. Tìm hiểu và chọn lọc. Đầu tiên, theo nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Phương Ngọc Nghi vào năm 2019, thì ý thức về sức khỏe không ảnh hưởng tới quyết định mua mỹ phẩm từ tự nhiên của khách hàng, mà chính là những nhận thức và thái độ tích cực về môi trường của họ. Năm 2013 tại New Delhi, Ấn Độ, đã có một nghiên cứu chỉ ra một mối tương quan giữa nhận thức về ngoại hình và sắc đẹp của phụ nữ đối với việc quyết định mua mỹ phẩm. Họ cho thấy 80% phụ nữ khi quan tâm và nhận thức được tầm quan trọng của ngoại hình, họ sẽ có những lựa chọn mua mỹ phẩm khác hơn so với những người phụ nữ khác. Cùng theo nghiên cứu ở Survey of Knowledge and Behavior Change Regarding Cosmetic tại Hàn Quốc vào năm 2017, chỉ ra rằng độ tuổi trung bình sử dụng mỹ phẩm của học sinh là 15 tuổi và có một mối tương quan giữa độ tuổi và giới tính đối với quyết định sử dụng mỹ phẩm của họ. Số liệu thống kê để cho tụi mình thấy được là mức độ thường xuyên của cái việc đọc các thành phần trong mỹ phẩm trước khi sử dụng của học sinh đã trên mức trung bình là nằm khoảng 2.5 trở lên, và với p-value bé hơn 0.05 xác nhận có ý nghĩa thống kê. Trong đó, mức độ thường xuyên của việc đọc các thành phần trong mỹ phẩm trước khi sử dụng của trường công lập và trường tư thục thì không có sự chênh lệch nhiều, của học sinh nữ là 2.68, cộng trừ 0.910 cao hơn so với lại các học sinh nam là 2.37, cộng trừ SD là 0.974, thì mình thấy được là học sinh trung học cơ sở là 2.63 cộng trừ 0.975 cao hơn so với học sinh trung học phổ thông là 2.56 cộng trừ SD là 0.913. Theo kết quả mà tụi mình phỏng vấn chuyên sâu hơn thì sẽ có 4 trên 10 học sinh có thói quen đọc các thành phần trong mỹ phẩm khi sử dụng vì muốn biết có thành phần nào dị ứng với da hoặc là để tìm hiểu các thành phần mà phù hợp với da của bản thân. Và từ kết quả trên thì tụi mình có thể cho rằng học sinh từ độ tuổi từ 13 đến 17 đã có hành vi đọc và tìm hiểu các thành phần trong mỹ phẩm nhưng chưa duy trì được thói quen này trong đời sống hiện tại. Còn về mức tương quan giữa việc đọc các thành phần về tầm nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc các thành phần trong mỹ phẩm so với lại giới tính, độ tuổi và trường học thì các bạn có thể nhìn ở bảng bên này thì thấy được là các bạn học sinh đã có mức độ nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc trong thành phần của các bạn học sinh là khá cao, với p-value bé hơn 0.05 chúng ta đã có xác nhận có ý nghĩa thống kê. Trong đó thì mức độ nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc các thành phần trong mỹ phẩm trước khi sử dụng của học sinh nữ là 3.34 cao hơn học sinh nam là 3.02, thì mức độ chênh lệch giữa học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tương đối thấp, mức độ chênh lệch giữa học sinh ở trường tư và trường công cũng tương đối thấp. Do đó thì mình có thể thấy được là độ tuổi từ 13 đến 17 đều có khả năng nhận thức tốt về tầm quan trọng của việc đọc các thành phần trong mỹ phẩm trước khi sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Like.